Em Thức Tín xin kính chào các bác. Ngày hôm nay thì bên em mới về mấy mẫu đồng hồ cây rất là chất lượng. Và trong video này thì em sẽ giới thiệu với các bác về mẫu đồng hồ cây trong phân khúc tầm trung của thương hiệu Howard Miller. Vâng, các bác có thể tham khảo thêm một vài mẫu đồng hồ cây của bên em tại địa chỉ trang web là đồnghothucktin.vn, hoặc các bác có thể vào Facebook Đồng Hồ Thức Tín. Và ngoài ra thì em để hai số điện thoại chính để giao lưu với các bác, đó là cái số 0902021314 hoặc số thứ hai là 0868181333. Vâng, và những bác có điều kiện thời gian thì mời các bác tới trực tiếp bên em tại số nhà 45C, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Nó ngay gần ga Cát Linh các bác nhé, để các bác cùng giao lưu và nhìn tận mắt những cái chiếc đồng hồ cây có tại bên em. Vâng, và trước mắt các bác đây là một cái mẫu đồng hồ cây trong phân khúc tầm trung của thương hiệu Howard Miller. Chiếc này thì cũng rất là đặc biệt, các họa tiết gỗ thì được làm đối xứng nhau rất là đẹp mắt, và ở đây nó được làm từ gỗ thịt các bác nhé. Vâng, mặt trước thì nó có hai cái cánh cửa trước cũng như là nó có thêm 6 cái họa tiết đồng mạ vàng rất là đẹp mắt. Một chiếc đồng hồ cây thiết kế theo kiểu dáng mái vòm, và nó màu chủ đạo ở đây là màu nâu trầm các bác nhé. Vâng, chiếc này thì có mã số là HVK 630. Chiếc này thì kích thước nó cũng không phải là cao lớn quá các bác nhé. Nó có kích thước là 2m11 và chiều ngang là 55 và chiều dày là 32. Và chiếc này thì sở hữu cỗ máy 12 gông 12 búa, chơi 3 bản nhạc các bác nhé. Và một chiếc đồng hồ cây đến từ thương hiệu Howard Miller rất là chất lượng, và có mức giá bên em giao lưu với các bác một mức giá là chỉ 34 triệu thôi các bác nhé. Vâng, và nó thể hiện trên tem của bên em đây, ghi rất là rõ ràng những thông số kỹ thuật và giá của cái chiếc đồng hồ Howard Miller này. Em quay cái phần phía trên để các bác theo dõi này. Màu sắc ở đây là màu nâu trầm, và phía trên này thì nó cái vân gỗ đối xứng nhau. Ở phần phía giữa cái vân này thì nó màu đỏ các bác nhá, màu nó hơi đỏ, màu nâu đỏ đấy ạ. Bên hông đây, cái cánh cửa để mở ra quan sát cỗ máy thì cũng rất là ấn tượng, các bác thấy không ạ? Hoa văn rất là đẹp, nó giống như cái khung cửa sổ. Đương nhiên là dưới này là kính mài vát bốn góc. Và chiếc này thì em bê lên thì nó rất là chắc chắn các bác ạ. Một chiếc đồng hồ cây trong tầm trung rất là chất lượng. Đây, như các bác thấy cái phần phía dưới này, em thấy ạ, cái thớ gỗ của nó trông rất là mịn, và nó trông cái gỗ nó rất là chắc chắn các bạn. Đây, quay đối diện này, trực diện thì các bạn nhìn thấy cái vân gỗ đối xứng của cái chiếc đồng hồ cây này. Có rất là nhiều cái đường chỉ phân tầng. Và chính cái hình khối vuông ở phía dưới là thì tạo cho cái chiếc đồng hồ cây này nó rất là chắc chắn các bác nhá. Có một cái sự ổn định rất là lớn. Ở mặt trước thì là hai cái tấm cánh cửa riêng biệt. Cánh cửa phía trên và cánh cửa dưới. Cánh cửa dưới thì nó có một cái khóa các bác này. Đây, cái khóa của nó đây. Tấm kính mặt trước thì phần phía dưới này cũng được mài vát góc. Ở đây là bản lề, các bác thấy không? Bản lề thì còn nguyên bản nhé. Và nó quay cái chi tiết cái tấm đồng mạ vàng đây, nó có 6 cái tấm đồng mạ vàng các bạn. Chính cái điểm thêm vào đây thì làm cho cái chiếc đồng hồ cây này em thấy là nó sang trọng đấy ạ, nó sang trọng và nó có cái chiều sâu hơn. Đây, cánh cửa phía trên thì là nó không có chìa khóa, vâng, nó có cái tay cầm đấy ạ, và các bác mở ra đó là cái nẫy bi các bác nhá. Nẫy bi đây, cái phần khóa phía trên đây. Rồi, doanh kính ở phía cái cánh cửa phía trên này. Đây là bộ phận mặt số, các bác quan sát cái bộ phận mặt số của chiếc đồng hồ cây này. Đây, thương hiệu Howard Miller. Đó, hai cái bán cầu họa tiết trang trí, và cái nền dưới này thì là cái nền màu nâu các bác nhé. Và ở cái hình lịch tuần trăng này thì nó có cái hình chiếc thuyền đó, chiếc thuyền ra khơi. Còn cái đối xứng của cái phía bên này thì nó có một cái hình ngôi nhà thờ hay là ngôi nhà nguyện các bác nhé. Họa tiết hoa văn bốn góc,
Đây em quay xa để các bác nhìn cho nó rõ cái mặt số này. Và phía dưới này thì nó sở hữu ba quả tạ còn rất là mới các bạn, ba quả tạ rất là mới. Và ở đây thì con lắc đàn nó còn được có thêm cái họa tiết các bác này, họa tiết hình tròn ở viền đây, đồng mạ vàng. Và cái tấm lưng của cái chiếc đồng hồ cây này thì nó màu sắc thì nó tương đồng với lại cách màu ở phía ngoài các bác nhé, nó rất là đều nhau, đều màu. Và cái tấm lưng thì người ta hãng người ta làm cũng rất là cẩn thận các bạn. Còn về cỗ máy thì ở đây là cỗ máy chơi được ba bản nhạc các bác nhé, ba bản nhạc và có chế độ là tắt chuông hoàn toàn. Đây cái bộ phận máy của nó bên hông này đây ạ. Đây em mở cái cánh cửa này ra. Và để các bác quan sát được cái phần bộ máy bên trong. Đây, đây là máy bên trong của nó đấy ạ. Máy thì vừa mới chiều nay em đã vệ sinh bảo dưỡng rất là sạch sẽ rồi. Cam kết bảo hành cho các bác 5 năm và cam kết là mọi thứ nguyên zin nguyên bản cho các bác nhé. Đây, dầu thì em cũng mới tra dầu đây. Và khi các bác sở hữu thì em sẽ tặng kèm cho các bác một cái lọ dầu tra chuyên dụng và cái găng tay này các bác này, cũng như là sổ bảo hành và cam kết năm bảo hành 5 năm. Phía trên kia thì còn có cả cái tem của chiếc đồng hồ cây này, đó cái tem giấy á, nó dán ở phía góc phía trong. Và chiếc này thì có model là 610481. Vâng, ở xa thì em nhìn nó cũng không rõ lắm. Nó có cả mã vạch nữa để các bác tra các bác nhé, tra cái vận đơn cũng như là parking list. Và cái này chỉ ở nước ngoài thôi, còn về Việt Nam thì đa số là hàng này đã qua sử dụng. Đây, máy móc thì rất là sạch sẽ, gông cũng thế, còn mọi thứ đều còn nguyên bản. Còn bây giờ thì em sẽ test chuông cái chiếc đồng hồ cây này. Đây vẫn để khắc 10:30. Chiếc đồng hồ cây này đến từ thương hiệu Howard Miller trong phân khúc tầm trung, và âm thanh cũng như là vỏ bề ngoài rất là chất lượng. Và bên em giao lưu với các bác mức giá chỉ 34 triệu thôi các bác nhé. Vâng, các bác nào quan tâm thì các bác có thể gọi điện trực tiếp tới một trong hai số điện thoại em để ở góc màn hình để các bác nắm thêm thông tin, cũng như là gọi điện để bên em tư vấn chi tiết hơn nữa về cái chiếc này cho các bác nhé. Vâng, và các bác xem video này cũng đăng ký và nhấn nút thông báo để không bỏ qua bất kỳ video nào mà bên em chia sẻ tới các bác. Vâng, và em xin phép dừng video này tại đây, và cũng xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo mà bên em chia sẻ. Em xin kính chào các bác.